Hà Vy này, nếu như mà anh hỏi em về em nghĩ thế nào nếu anh nói đến chữ club, em sẽ nghĩ đến? Club thì đối với em sẽ là một điểm đến của các bạn trẻ này. Sẽ có âm nhạc là chắc chắn này, có đồ uống, có những điệu nhảy và là một nơi sẽ rất là nhộn nhịp và đông vui, đặc biệt là vào buổi tối. Anh cũng nghĩ đấy là cái hình dung phổ biến về club. Dạ. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng khán giả của Hà Nội Review đến với một club nhưng mà mang một cũng như vậy, cũng có âm nhạc này, cũng có đồ uống này, cũng có những người đồng điệu cùng gu. Thế nhưng mà nó sẽ hơi trầm một chút, có thể, thôi anh nghĩ thôi, nhưng mà cũng rất là thú vị. Đó là chúng ta đến với không gian của một jazz club ở Hà Nội. Hơi tranh thủ việc riêng một tí là tôi đang có trong tay quyển chơi jazz ở Việt Nam của nghệ sĩ Quyền Văn Minh, và hôm nay thì được gặp ông tại đây, tại Bình Minh Jazz Club. Lát nữa cháu xin phép xin chữ ký chú vào quyển sách này luôn. Và rất là thú vị khi mà sẽ có một cuộc nói chuyện về ra với nghệ sĩ Quân Minh ngay tại Bình Minh Jazz Club. Thưa ông, ở đây thì chúng ta đang thấy có rất nhiều các cái đĩa nhạc jazz, và trong đó thì có vẻ như phần lớn đều là do ông chơi cùng và với con của mình. Ông có thể chia sẻ về những đĩa nhạc này, album nhạc này? Trong cả quá trình chơi ra rồi phát triển ra ở Việt Nam thì tôi làm rất nhiều chương trình, có những đĩa thu trong phòng thu, nhưng chủ yếu là những chương trình mà live nhà hàng lớn. Tôi muốn làm trực tiếp bởi vì để nâng cao cái đẳng cấp trình độ của các nghệ sĩ thì tôi muốn là cái chơi, cái biểu diễn live, tức là biểu diễn sống, thu trực tiếp luôn sân khấu, đòi hỏi nghệ sĩ phải lao động rất nhiều. Ngày hôm nay đang có mặt ở Bình Minh Jazz Club thì Hà Nội Review phải nói là hơi bất ngờ và cũng rất là vui khi mà thấy rằng là lượng khách là phủ kín vào một cái ngày bình thường ở trong tuần. Ông có cảm thấy vui, cảm thấy có thêm động lực không khi mà câu lạc bộ jazz đầu tiên và rất hiếm hoi ở Hà Nội do chính tay ông ấy dựng lên đang có một cái lượng khách, bạn bè, những người đồng điệu tìm đến đông vui như thế này? Đây cũng là một cái kết quả, một cái sự kiên nhẫn, kiên trì, nhưng mà phải nói là cái chất lượng âm nhạc mới quyết định. Bình Minh Jazz Club đã có 25 năm rồi. Từ lúc mà mở ra thì các nghệ sĩ cũng làm một đẳng cấp rất là cao với ra ở Việt Nam, nhưng mà so với thế giới thì cũng chỉ là những bước đi ban đầu. Nếu cách đây 25 năm khi tôi bắt đầu mở cái Jazz Club đầu tiên thì nói chung là khách quốc tế cũng đã đến, cũng rất là ngưỡng mộ. Trình độ bây giờ của các nghệ sĩ trẻ cũng đã tiến rất xa. Những cái đoàn quốc tế của những nước Mỹ hoặc các nước châu Âu đến chơi cùng là giao lưu, gọi là bằng nhau, đẳng cấp là không có vấn đề gì mà phải suy nghĩ cả. Ở đây thực sự rất vui, mọi người đều thư giãn và thoải mái theo những điệu nhạc. Tôi đến từ một vùng quê nhỏ ở Đức với rất nhiều câu lạc bộ jazz. Ở câu lạc bộ Bình Minh này không khác nhiều so với ở quê hương của tôi. Âm nhạc thực sự rất hay, ý tôi là không thua kém gì ở Đức cả. Bây giờ thì chúng ta đang đứng cạnh nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc, nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc là con trai của nghệ sĩ saxophone nổi tiếng Quyền Văn Minh, người đã tạo nền móng, đã lập nên Bình Minh Jazz Club. Và anh Đắc hiện giờ thì đang điều hành Bình Minh Jazz Club thay chỗ của mình. Ở đây thì chúng tôi thấy rất nhiều các bức ảnh, rất nhiều các bài báo, và chúng tôi muốn nghe anh nói về cái không gian này, về ý nghĩa đằng những câu chuyện đằng sau các bức ảnh và các bài báo này? Cũng như các bạn thấy, đây là những cái bức ảnh là hai cha con là năm 1999, là khi là cái đĩa đầu tiên, cái đĩa CD đầu tiên của bố Đắc. Ông đặt tên là Bird 99, tức là cái sự ra đời. Cái đĩa đấy là đĩa đầu tiên mà ông sử dụng những chất liệu dân gian Việt Nam và kết hợp với cả nhạc gia đấy. Còn tiếp theo bên cạnh đó là có những cái bức ảnh mà bố Đắc chơi ở trong những rất là nhiều chương trình, ví dụ như cái bức kia là hai cha con trong chương trình Cha và Con và Nhạc Gia. Đó. Thế dưới đây là những cái bức ảnh mà ở trong những cái chương trình mà ông diễn là nhạc gia với ca khúc này, nhạc gia với bạn bè này, và ông xã hội hóa dần cái việc nhạc gia đấy là có rất nhiều những cái nghệ sĩ bán chuyên nghiệp, nghệ sĩ nghiệp dư. Những bài báo kia là bằng tiếng Anh và có lẽ là được đăng tải bởi những cơ quan báo chí và hãng thông tấn của thế giới. Đúng rồi, đây là cái này là của Vietnam News này. Và cái này là cái event này rất là nổi tiếng vì nó là sứ quán Mỹ họ làm cái event này là vì là mấy chục năm cái quan hệ bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mỹ thì họ mang cái ban nhạc, họ mang những cái legend của Mỹ sang chơi và họ đưa đến Jazz Club. Hà Vy có thể thế hệ trẻ có thể chưa biết, nhưng mà cho đến trước đó thì trên cái quá trình mà bình thường hóa quan hệ Việt Mỹ ấy, thì văn hóa, giao lưu văn hóa là một cầu nối rất là quan trọng. Các cái nghệ sĩ của Việt Nam mang hội họa, mang âm nhạc, mang sân khấu sang Mỹ biểu diễn và ngược lại nhiều lần trước khi mà hai bên chính thức là bình thường hóa quan hệ với nhau, và người ta vẫn gọi rằng là cái cây cầu nối về văn hóa đó ấy, là một cây cầu nối rất quan trọng trong tiến trình bình thường hóa quan hệ Việt Mỹ. Nhưng vì các bài báo thì em thấy là ở bên này có một cái bức tranh như kiểu là in từ một bài báo ra, và có vẻ như là anh cũng cùng với cả chúng mình rất là yêu thích nên là được phóng to và để một vị trí rất là đắc địa như thế này, và trong đó thì có dòng chữ là cưới nhạc gia làm vợ. Đây là một cái câu mà nghe nó rất là tôi đã cưới nhạc gia làm vợ. Thì không biết là từ đâu mà lại có được. Đây là một cái kỷ niệm mà đây là cái chương trình đầu tiên hai cha con, hai thế hệ nhạc gia chơi với nhau. Ông có nói là tôi cũng muốn chứng minh cho con trai tôi thấy là không phải chỉ là những kỹ thuật, không phải chỉ là những cái âm nhạc đương đại có thể thu hút người nghe, mà cái phong cách classic của ông cũng có chỗ đứng. Tôi đã đọc thấy một cái tít khác cũng khá thú vị nhá. Con hơn cha là nhà có phúc. Cái tít này thì không biết là do nhà báo đặt hay là do nghệ sĩ Quyền Văn Minh nói. Ở trong ngoặc kép thì có nghĩa là trích dẫn lời nói của ông cụ rồi. Đúng, tôi nghĩ là thế. Cái này là cái mùa hè năm 2004 khi mà Đắc tốt nghiệp ở Mỹ, thì là bố Đắc có bay sang để dự lễ tốt nghiệp, thì trong cái hội trường đó họ có một cái vòng tròn rất là to, họ treo những quốc kỳ vì cái trường Berkeley nó rất là nhiều sinh viên quốc tế, và họ cũng có quốc kỳ của mình, và hai cha con chụp ảnh đấy, xong rồi là đâu là tôi lên tôi nhận bằng thôi, rất là tự hào. Em thấy khá là ấn tượng với cả một bức tranh ở bên trên này đấy, em thấy đây là chắc là chắn là nghệ sĩ Minh đúng không ạ? Bởi vì là ở dưới em thấy có một dòng chữ nữa là gửi đến người thầy cũng như là người anh em, và ở dưới có một dòng ký tên, thì không biết đây là một bức tranh là do những người học trò của thầy Minh gửi tặng hay là những người anh em của thầy? Đây là một bức tranh của ông Michel. Ông Michel là một giáo sư về răng rất là nổi tiếng, người Canada và làm việc tại Việt Nam. Thì là ông Michel có học kèn của bố Đắc, và ông đã chụp cái bức ảnh này khi mà ông già biểu diễn, khi mà bố Đắc biểu diễn, và sau đó là ông ấy làm lên cái bức tranh này, xong ký tên, thì là muốn tôi nghĩ là muốn có một cái tình cảm, lưu lại một cái ký ức với nhau. Nghệ sĩ Quyền Văn Minh có nhiều người bạn, có nhiều người học trò quốc tế như thế không? Có rất nhiều. Là các bạn có nhìn thấy ở trên sân khấu nó sẽ có một người bạn của người Hàn Quốc rất là, và người bạn đó là một người khi mà làm việc ở Việt Nam á, là tối nào ông ấy cũng đến đây và ông ấy nghe nhạc và ông nói chuyện với cả bố Đắc, và ông rất thích, và bố Đắc muốn chụp một cái ảnh lưu niệm lại là để một người bạn và để trên sân khấu để theo đây như Đắc nói là tất cả những cái bức hình này, tất cả những cái này nó đều là một câu, nó có câu chuyện đi riêng của nó, đi theo của nó. và nó là những cái ký ức về vừa là những cái người bạn này, vừa là những cái chương trình biểu diễn này, và vừa là những cái huyền thoại nhạc gia. Và ở bên kia thì tôi thấy còn một số bức ảnh mà nghệ sĩ Quyền Văn Minh chụp với các quốc tế. Đấy, đây này, đây là cũng là gì và đây là cái bức ảnh mà bố Đắc đang chụp với cả Wayne Shorter, là một huyền thoại về saxophone. Còn đây là Herbie Hancock này, là đúng là cũng là cái đợt mà đúng trong cái đợt mà giao lưu với Mỹ đấy. Đó. Còn đây là một cái bức cũng là thế này, đây là cái chương trình mà Đắc làm cái birthday concert cho bố Đắc. Năm bao nhiêu ấy? Không nhớ, bây giờ chắc vì lâu quá rồi, vì Đắc cũng làm nhiều chương trình ấy. Đó. Tôi thích cái tít của bài báo này. Nó như là một sự khẳng định, nó vừa có một cái gì đấy khá là tự hào, nó có một cái thứ gì đấy rất là tự tin. Nó có một câu chuyện cho cái câu nói của bố Đắc này. Đây này, nhạc gia tinh thần Việt là sao? Là khi chúng ta chưa khẳng định được cái tiếng nói riêng thì ta vẫn phải tôn trọng cái việc là ta là người, ta là chơi nhạc gia và ta chỉ dùng cái tinh thần của người Việt Nam vào thôi. Nhưng bây giờ sau cái này thì những cái mà Đắc đang làm là muốn là mình sẽ, đây là nhạc gia Việt, và nhạc gia Việt nó sẽ khác nhé, nhưng nhạc gia tinh thần Việt nó sẽ khác. Cho nên là ông già nói cái câu này là rất là đúng với cái thời điểm đấy, và ông sử dụng những cái chất liệu dân gian này của Việt Nam mình, và ông phối khí, ông hòa âm với những cái phong cách của nhạc gia. Đó thì đúng là nhạc gia tinh thần Việt. Nhưng bây giờ cái mà Đắc làm ấy là Đắc lấy những cái màu sắc của âm nhạc dân gian và Đắc sáng tác mới trên cái những cái mảng đấy, và dần là biến hết mọi thứ đi, không còn vùng miền nào nữa, không còn đâu miền núi, không còn đấy, và nó chỉ còn lại cảm giác thôi. Và cái cảm giác đấy nó phải tạo nên được, khi chơi lên mình phải cảm giác đấy, à đây Á Đông, đấy là Việt Nam, đúng không ạ? Tại vì trong âm nhạc ấy là mình gọi là ngũ cung, thì ngũ cung ở bên nước ngoài họ cũng có ngũ cung, nhưng cái cách họ tiến hành ngũ cung khác và cách tiến hành ngũ cung của mình khác. Đấy, thì cái cách cái mà Đắc mong muốn là làm sao là mình phải có cái cá tính riêng, đấy là cái quan trọng nhất. Anh thấy có cái bức ảnh khá thú vị ở góc kia, hai bố con ở trong đoàn Noel. Chắc chắn là đây là một sự kiện được biểu diễn trong dịp Giáng sinh, đúng không anh? Không biết đây là ở Việt Nam hay là ở Việt Nam, đây là ở bên nhà hát lớn Hà Nội đấy. Thì cái sự kiện này là hai cha con là chơi với cả một nghệ sĩ piano rất là nổi tiếng, Yamashita, là người nghệ sĩ piano jazz rất nổi tiếng. Nhưng khi ông sang chơi, ông ấy đánh cái bản Rhapsody in Blue với dàn nhạc, và sau đó có chơi bản nhạc. Cái này là lúc này đang chơi một cái theme gì đó của vào cái sự kiện, vào cái thời mà Noel, cái Noel Christmas, cùng với cả dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam. Em thấy ở đây thì có rất là nhiều bức tranh cũng như bức ảnh ghi lại nhiều kỷ niệm ở trong sự nghiệp của anh cũng như là của nghệ sĩ Quyền Văn Minh. Thì em khá là tò mò với rất là nhiều bức tranh cũng như bức ảnh như thế này, thì đâu là một cái bức tranh mà mỗi lần mà anh nhìn vào thì anh cảm thấy nhiều cảm xúc nhất ạ? Anh nghĩ là nhìn ông thật thì sự đó sẽ cảm xúc hơn là nhìn bức tranh. Thì tại sao những cái bức tranh này nó cũng chỉ nói lại đấy là chúng tôi đã có những thời kỳ tôi gặp gỡ những nghệ sĩ nước ngoài, chúng tôi cũng đã chơi những cái bản nhạc chúng tôi tự sáng tác trong nước ngoài và giao lưu, và chúng tôi cũng đã chơi những cái sáng tác của những nghệ sĩ nổi tiếng như chúng ta nhìn trên tranh này, là một số bản nhạc của Wayne Shorter, bản nhạc của Herbie Hancock chơi. Đó. Lần thứ mấy chị đến với cả Gia Cấp, là vì không biết, không phải lần đầu tiên đúng không ạ? Chắc đây là lần thứ tư, lần thứ tư chị đến đây. Vậy lý do gì mà chị quyết định quay lại đây đến lần thứ tư ạ? Với một dòng nhạc mà theo em thấy thì không phải là một dòng nhạc biến và khá là kém người nghe, đặc biệt là với người Việt Nam. Chị cảm thấy là chị rất là thích cái không gian ở đây, kiểu tự do, thoải mái, nhạc công cũng vậy. Mỗi lần đến là một cách chơi khác, một dòng nhạc, nhưng mà sẽ là có nhiều cách chơi, mỗi cảm nhận khác nhau. Mỗi một bài là một cái mình tìm hiểu, một cái kích thích để mình nghe tiếp theo xem là kết chưa hay là tiếp tục hồi cao trào như thế nào ấy. Thực ra là Đắc thì sẽ quản lý chính về phần nghệ thuật của câu lạc bộ, sẽ lên những cái chương trình, những cái phần biểu diễn của các band. Thì câu lạc bộ sẽ có 5 ban nhạc chơi hàng tối và thay đổi nhau. Vậy với những quán của mình, tại vì thật ra nhạc ra thì em thấy là vẫn khá là lạ lẫm đối với cả khán giả Việt Nam, thì ở đâu là đối tượng khách mà nhạc club của mình hay tiếp cận nhất hả anh? Anh nghĩ là đa số phần sẽ là khách nước ngoài, khách du lịch, khách Việt Nam chúng ta cũng có những cái bạn trẻ đã đi nghe nhạc ra, bạn muốn tìm hiểu xem nhạc ra nó như thế nào. Nhiều người vẫn cứ sợ là đi nghe nhạc ra không hiểu, thì tôi nghĩ là các bạn đừng nên cố hiểu nó xem là nó làm cái gì, hãy nên đến và xem nghệ sĩ trực tiếp này. Có những cái không gian nó khác biệt hoàn toàn với không gian chúng ta thường thưởng thức. Chẳng hạn như là tôi đã được tham dự ít nhất là 2 show mà anh ấy chơi ở trên núi, 4 bề là rừng cây và thưởng thức ở trong đó. Thì tôi mới nhận ra một điều là tính tương tác và tính truyền tải một cách trực tiếp cái bầu không khí và cảm hứng xung quanh lập tức thông qua người nghệ sĩ vào âm nhạc của nhạc gia là rất là cao, bởi vì nó có tính ngẫu hứng. Khi mà bạn chơi, bạn biểu diễn những cái loại hình âm nhạc khác hay là những bài hát thì bạn có thể cảm hứng bạn hát là có thể là mềm mại hơn hoặc kỹ thuật hơn. Nhưng khi mà bạn chơi những cái nhạc cụ của một cái dàn nhạc jazz cơ bản ấy, thì tính ngẫu hứng của mỗi loại nhạc cụ và của cả ban nhạc là rất là cao, khiến cho rằng là hôm nay tôi đang chơi trên núi thì tôi cảm thấy họ đang đưa được gió núi mây ngàn rồi các cái phong vị của thiên nhiên vào trong đó được. Đó là điều rất là đặc biệt, và tôi nghĩ đó là một cái chìa khóa để những lứa tuổi và những thành phần khác nhau có thể đến với nhạc gia một cách dễ dàng hơn. Bản chất của nhạc gia là luôn luôn làm mới mình, không, họ luôn luôn giải quyết, họ luôn luôn tìm cách để không giống những cái mà mình đã chơi. Đấy là cái thú vị của nhạc gia, và cái đấy nó gọi improvisation, là cái ngẫu hứng ấy. Đúng không ạ? Nhưng mà không tránh khỏi rằng là cái sự ngần ngại, bởi vì chẳng hạn như là tôi là một người trẻ, tất nhiên là tôi còn trẻ nữa rồi, nhưng hãy hình dung là nếu như tôi còn trẻ cỡ như Hà Vi chẳng hạn, và một lúc nào đấy tôi đi tình cờ đi qua con đường rất đẹp này, tôi thấy một quán ở ngoài đây là Jazz Club, và tôi nhìn vào tôi thấy rất nhiều tranh ảnh nghệ sĩ lớn treo, thấy không gian trông nó có cái vẻ gì đấy nó hơi nghiêm cẩn, thì có thể là tôi sẽ hơi ngần ngại trong việc tiếp cận. Nó có những cái nguyên tắc nào trong việc là bước vào cái không gian văn hóa này không? Không, thực ra những cái ảnh ở đây đều là những cái nghệ sĩ, những cái huyền thoại, và treo đây để tôi đã thấy là như là chúng tôi đã làm được cái việc đó, và chúng tôi để cái ký ức, lưu lại những cái ký ức đấy, và nó thành một cái decor rất là hay. Không biết là với dòng nhạc ra thì có những cái đặc trưng nào về trang phục hay là về ngoại hình của các nghệ sĩ mà khi chúng ta nhìn vào có thể nhận diện ra được một cách dễ dàng không ạ? Nói về nhận diện của nhạc gia thì sẽ không nhận diện bằng cái cách mà nghệ sĩ ăn mặc, tại vì nhạc gia nó cũng có nhiều định dạng khi biểu diễn. Khi chúng tôi biểu diễn ở nhà hát chẳng hạn, một cái dạp hát lớn, nhà hát lớn, thì chúng tôi có thể mặc taxi đồ. Còn chơi ở cấp câu lạc bộ và nó là một cái buổi sinh hoạt rất bình thường thì các nghệ sĩ họ có thể mặc rất bình thường, họ có thể mặc áo phông, họ mặc áo sơ mi. Khán giả đi nghe nhạc gia, họ nghe cái ngẫu hứng của nghệ sĩ, chứ họ không xem trang phục của nghệ sĩ. Các bạn nên nghe nhạc gia vì nó làm cái não bộ của các bạn không định hình được là cái âm nhạc này. Ví dụ các bạn nghe nhạc pop, các bạn sẽ đoán được cái điểm đến của nó, điểm đỗ của nó. Nhưng nhạc gia nó không cho các bạn cái điểm đấy. Thì bây giờ chúng tôi muốn thử có một cái trải nghiệm ngắn là nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc sẽ chơi ngẫu hứng một một giai điệu saxo nào đấy, và tôi với Hà Vi sẽ thử cảm nhận và nói và gọi tên cái cảm xúc của mình, xem là nó có giao cảm được với cái tiếng kèn của anh Đắc không, có giao cảm được với thông điệp mà anh muốn truyền tải, cái cảm xúc đấy không. Ok, khác nha. Ok. Được cả tên luôn. Tôi cảm thấy tâm trí mình như đang ở bên một bờ biển. Tôi thấy ánh mặt trời, tôi thấy gió, tôi thấy những con sóng lăn tăn, tôi thấy một buổi bình minh. Tôi sẽ gọi tên nó là bình minh ở bên bờ biển. Cá nhân em nhá, thì em nghe giai điệu vừa rồi em lại cảm thấy cái sự dồn dập và như kiểu là một người nghệ sĩ đang có những cái gì đấy dồn nén ở trong lòng từ khá lâu rồi, và họ như kiểu muốn bộc bạch qua những cái tiếng kèn của mình á. Cả hai cái đều rất hợp lý. Tại sao? Vì âm nhạc nó rất trừu tượng. Vì đấy là cái những cái cảm thụ của các bạn, và tôi rất tôn trọng cái việc đấy. Nhưng để tôi nói cho các bạn là tôi chơi ý này này. Cái này là tôi mặc kệ. Tôi không có một cái chủ đích gì. Và có những cái đoạn dồn dập lên, có nghĩa là dồn dập lên thì ý của tôi là sau những cái nặng nhọc ấy, mình hãy quên nó đi, mặc kệ, cứ để cho nó tự nhiên, Hà Vi thấy thuyết phục không? Em đã thấy rằng là nếu như mà chúng ta có là thành viên của một câu lạc bộ jazz thì sự thư giãn của mình theo góc độ rằng là mình được mở lòng và được tưởng tượng, nó sẽ là một trải nghiệm dễ chịu, đúng không? Nó sẽ là một trải nghiệm dễ chịu. Em kém tụi anh nhiều tuổi, nhưng mà với âm nhạc chúng ta như nhau, đúng không? Với âm nhạc chúng ta như nhau, với nhạc jazz thì chúng ta như nhau trong việc quyền cảm nhận của mình và người nghệ sĩ họ truyền tải thứ gì. Điểm chung gặp nhau giữa người nghệ sĩ và công chúng ở một cái jazz club như này đó là gì? Là chúng ta đều cảm thấy sự giao cảm về âm nhạc. Còn gọi tên nó là quyền của mỗi người. Đúng. Khi người Việt Nam nghe ra, khi mà đã ngấm, đã thích làm thì tôi sợ là đến một cái lúc mà người quốc tế đến phải ngồi bên ngoài để không có chỗ nữa. Thưa quý vị, thông điệp của người đã sáng lập ra Bình Minh Jazz Club đã nỗ lực trong suốt hàng chục năm, hàng nhiều thập kỷ trong việc xây dựng một cộng đồng những người yêu nhạc jazz. Sau đó thì ông mong muốn rằng tạo ra một nền tảng jazz thực sự của người Việt, dành cho người Việt, và vì thế Bình Minh Jazz Club như nghệ sĩ Quyền Văn Minh nói, mong mỏi rằng là sẽ có nhiều thính giả người Việt Nam hơn. Mong mỏi lúc nào đó thì những thính giả, khán giả nước ngoài sẽ không có chỗ, và những chỗ đó đã dành cho người Việt Nam rồi.